chào các bạn đã đến với kênh online Nèo Đảo Rắn, nơi tử thần ẩn náu trong thiên đường. Hàng vạn con rắn đang tung hoành trên hòn đảo có vẻ đẹp tựa thiên đường ở phía nam Đại Tây Dương. Chúng lặng lẽ theo dõi và sẵn sàng tấn công những người dám bước lên đảo. Loài rắn nguy hiểm nhất thế giới, rắn hổ lục đầu vàng cũng hiện diện ở đây. Tuy rắn hổ lục đầu vàng là loài có nguy cơ tuyệt chủng ở những nơi khác trên thế giới, nhưng mật độ của chúng trên đảo rất là cao, từ 1 đến 5 con trên mỗi mét vuông. Chiều dài của rắn hổ lục đầu vàng khi trưởng thành có thể đạt tới hơn 1 mét và nọc độc của chúng mạnh gấp 5 lần so với nọc độc rắn trong đất liền. Sau khi rắn hổ lục đầu vàng cắn, vết thương của nạn nhân sẽ sưng, nạn nhân sẽ đau đầu, nôn mửa, chảy máu đường ruột, đái ra máu, xuất huyết não và hội tử cơ. Ngoài rắn hổ lục đầu vàng, rất nhiều loại rắn nguy hiểm khác cũng sống tại nơi đây. Theo khảo sát của các chuyên gia, rắn lục gây ra 90 trường hợp tử vong do rắn cắn tại Brazil. Người dân Brazil thường kể lại cho những vị khách du lịch hai câu chuyện về những người bị rắn cắn vì rắn ở trên hòn đảo này rất nhiều. Nhân vật chính trong câu chuyện thứ nhất là một ngư dân. Trong một lần đi biển, ông đã ghé vào hòn đảo để hái quả và một con rắn tấn công ông. Người ngư dân vội vã chạy về thuyền, nhưng sau đó vài ngày, ngư dân đã phát hiện ông đã chết trên chiếc thuyền đang trôi lênh đênh và nằm trong một vũng máu. Câu chuyện thứ hai nói về người canh ngọn hải đăng và gia đình. Vào một đêm yên bình, khi ông và vợ cùng ba đứa con đang ngủ, những con rắn đã bò vào nhà và tấn công họ. Người canh ngọn hải đăng cùng gia đình đã cố gắng chạy trốn ra thuyền nhưng không kịp, họ chết trước khi chạy tới bờ biển. Thiên nhiên ban tặng cho hòn đảo Hadewi Manda Grande là những công trình tuyệt đẹp, lẽ ra nó để trở thành thiên đường du lịch tại Brazil. Chính phủ Brazil đã từng lên kế hoạch biến hòn đảo thành một trang trại lồng chuối, nhưng do lượng rắn trên đảo quá lớn nên kế hoạch đã bị thất bại. Đảo rắn nguy hiểm tới mức hải quân Brazil đã cấm tất cả mọi người trừ một số nhà khoa học bước lên trên hòn đảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu như các bạn thấy video này mang đến giá trị giải trí đến các bạn thì các bạn hãy đăng ký kênh này để đón nhận được những video mới nhất mà mình chia sẻ, và hãy like, comment, share cho nhiều người cùng xem. Xin trân trọng chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.